Ta tiếp tục ở câu 181 và câu đến câu 185 các bạn. Rồi ok. Câu 181 đến câu 185 chúng ta xét về cái đoạn đôi ha, có nghĩa là có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là nói về một cái trang web của cái quán cà phê các bạn. Các bạn có thể thấy là đây là các loại cà phê là trà đúng không? Hoặc là cái thực đơn về ăn sáng ha. Rồi cái đoạn thứ hai nói về cái mục email ha các bạn. Rồi để xét xem thì chúng ta để muốn biết chi tiết về hai cái đoạn này chúng ta xét xem những câu hỏi ha. Câu 181, tại sao cái quán cà phê này nè nó đưa ra cái giảm giá vậy? Đáp án A, họ sau đây gần đây họ doanh số bán hàng thấp luôn bạn đúng không nào? Đáp B, có một cái gì đây, thời kỳ suy thoái trong nền kinh tế đúng không nào? Rồi đáp án D, đáp án C, rồi có một người người chủ khác đã tiếp quản cái quán cà phê này. Đáp án D, họ họ tổ chức một cái lễ kỷ niệm 10 năm được chưa nào? Rồi. Câu 182, cái điều kiện mà để nhận được cái giảm giá này là gì? Họ phải là thành viên của quán cà phê hay là có đúng hay không? À, đáp án B đây, họ phải phải sở hữu một cái vé vé giảm giá. Rồi, đáp án C, họ phải xài nhiêu tiêu nhiêu nhiều hơn 5 đô la, hoặc là đáp án D, họ phải là một group với ba hoặc là nhiều người. Chúng ta hãy xét xem nhé. Rồi chúng ta xét xem ha. Như các bạn thấy là ở ngay câu đầu tiên có động 2 à, để kỷ niệm sau đây cái lễ kỷ niệm 10 năm, thì cái này đưa ra cái quán cà phê này có phải là đưa ra một cái giảm giá không cho những người đến thăm, trong một cái cho người những người đến này trong một một nhóm đúng không bạn, đúng không? Như vậy là để kỷ niệm vào 10 năm đúng không bạn, đúng không nào? Rồi ngoài ra thì cái điều kiện của nó bao gồm là bạn sẽ nhận được giảm giá là 15% cho những ai mà đến đây sau đây trong một nhóm 3 người hoặc nhiều hơn đúng không bạn, đúng không nào? Như vậy á thì trong câu 182, 181, 182 thì nó sẽ có đáp án lần lượt là 181 là D đúng không nào, để kỷ niệm gì đó 10 năm của họ đúng không nào? Rồi câu 182, họ phải là một nhóm gồm 3 hoặc là nhiều người đúng không nào? Đến câu 183 và 184 thì nó có nội dung như sau các bạn. Rồi, cái mục đích của cái email này là gì? Có phải là cái hình thứ hai mà hồi nãy mình đã show ra cho các bạn không? Chúng ta xét từng đáp án các bạn. Rồi, đáp án A có phải là thay đổi cái lịch mà họp lần tới không nè? Họp nhóm lần tới không nè? Rồi, ok. Đáp án B để thảo luận về cái tài liệu cho cái buổi 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 giảng vừa rồi đúng không bạn? Rồi. Rồi đáp án C là để xác nhận là cái cuộc họp á, cuộc họp nhóm lần tới là khi nào đúng không ạ? Để xác nhận là cuộc họp lần tới đúng không nào? Rồi đáp án D là để thay đổi cái địa điểm, cái nơi đúng không? Và chúng ta sẽ gặp nhau, được chưa nào? Rồi đến câu 184 nè. Cái thằng mà cái người cái bạn mà Jeffrey á yêu cầu bạn Kay làm gì đây? Rồi đáp án A là tìm kiếm một người nào đó mà muốn muốn học học cùng đúng không? Rồi đáp án B là kiểm tra nếu mà quán cà phê này đưa ra bất kỳ cái chiết khấu nào đúng nào. Rồi đáp án C có phải là đăng ký một cái lớp về toán đúng không, mới đúng không nào? Rồi đáp án D là mang cái tài liệu học á cho cái lớp 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 vật lý được chưa nào? Chúng ta hãy xét xem ha, trong cái email này nó nói về cái gì đấy ha. Rồi cái mục đích của cái email này có phải là tôi viết này đến cho bạn để xác nhận là cái lịch họp nhóm lần tới không nè, đúng không nào? Rồi tiếp tục ha. Rồi cái bạn này nè, cái bạn mà Giraffe các bạn, Jeffrey nè đúng không, yêu cầu bạn hay làm gì đây? Tôi tự hỏi là nếu mà bạn á có bất kỳ người nào á ha, bạn muốn 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 rủ á đi đến họp nhóm á, để mà chúng ta sao đây, để chúng ta có nhận được một cái giảm giá đúng không bạn? Cho nên có phải là tìm tìm một người nào đó không để đến học chung không bạn? Đúng không nào? Đó. Cho nên câu 183 và câu 184 thì chúng ta sẽ có đáp án lần lượt là có phải là xác nhận về cái lịch họp lần tới không bạn? Đúng không nào? Rồi. Đến câu 184 thì là gì đây? Có phải là tìm một cái người nào đó mà muốn muốn học chung không bạn? Ok. Rồi. Chúng ta tiếp tục đến câu 185 các bạn. Rồi,
cái cuộc họp này nó sẽ diễn ra vào khi nào đây? Text play là diễn ra đúng không ạ? Khi nào đây? Ngày 25, 26, 29, 22, 30, 31 tháng 7 ha. Chúng ta cùng xem đó các bạn. Rồi. Rồi. Đây là cái trang web. Trang web đúng không nào? Trang web này nó viết ra cái việc này vào ngày thứ hai, ngày 26 tháng 7 đúng không nào? Rồi, cái email này được viết vào ngày 26 tháng 7 đúng không ạ? Rồi cho nên cái cuộc họp tiếp theo được diễn ra khi nào đây? Các bạn có thể thấy là tôi tin là cái thứ năm tuần này đúng không bạn? Thứ năm tuần này được không? Như vậy là hồi nãy mình thấy là cái ngày 26 tháng 7 là một ngày thứ hai đúng không? Và bạn ấy hỏi là cái ngày 29, ngày thứ năm này có phải là ngày 29 không bạn? Thứ sáu, thứ thứ hai là ngày 26 nè. Thứ ba là ngày 27 đúng không? Thứ tư là ngày 28 đúng không? Và thứ năm sẽ là ngày 29 đúng không nào? Cho nên cái đáp án mình sẽ chọn là cái đáp án C, được chưa nào? Ok. Rồi chúng ta vừa xong câu 181 đến câu 185 các bạn.